Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và buổi chiều ngày hôm nay là ngày 15 của tháng 11, thì cho Phạm Thức Auto xin phép được giới thiệu và thanh lý đến anh em một chiếc đầu đĩa với mã số của nó là CDP 911. Chiếc đầu đĩa này ngày xưa cũng đã từng làm mưa làm gió đấy, bởi vì cái chất âm của nó là ra rất ổn luôn. Và cái mắt của nó thì cũng là một trong số những con mắt phổ thông. Ngoài ra nữa thì cái sản phẩm này nó là sản phẩm giá trị thấp nhưng chất tiếng của nó phải nói cực kỳ tốt luôn. Những năm trước thì những con đầu đĩa này thì không bao giờ có giá khoảng chừng tầm 2 triệu 8, 3 triệu đâu, nó phải hơn thế một chút xíu. Ngày hôm nay thì còn một cái đầu này. Hôm trước em có đăng với bộ 7900 cùng với đôi loa Pioneer CFS 7000 thì con đầu đĩa 7910 đây em cho nữa đã bán rồi. Thì hôm nay em bán cái bộ đấy thì em xin phép được quay con này. Anh em nào mua thì liên hệ với em, hoặc là chủ mua đôi loa kia và chiếc âm đi kia thì xem thử cái video này. Nếu chung kết được cái đầu đĩa này thì em sẽ bán thanh lý cho anh em cái đầu đĩa này với cái giá ổn nhất có thể. Trước tiên cho em xin giới thiệu với anh em thì chiều rộng của dòng CD Sony thì nó là 43 và chiều sâu của nó là 32. Chiều cao của cái đầu này là 11 phân. Với trọng lượng là 4,8 kg, chiếc đầu đĩa này được sản xuất vào năm 1993. Và đây là phần ruột gan bên trong của sản phẩm. Từ năm 1993 đến giờ nhưng chiếc đầu này vẫn còn rất mới về cái ruột gan, chẳng nghe lại nói dùng cái từ mới đét. Và cái mắt của nó đây này, mắt của nó em nhớ không nhầm là mắt 240. Đúng ruột. Mắt của nó là mắt KSS 240A. Nó có ba cái cần để chỉnh, để mở đĩa to, đĩa nhỏ, khe đĩa to, khe đĩa nhỏ. Chạy rất êm luôn. Đấy. Và chuyển bài ok này. Ở đây thì em có một cái điều khiển. Cái điều khiển này chả biết điều khiển tàu hay xịn hay làm sao cả, nhưng mà nó cũng cũ rồi. Đây. Thì em sẽ tặng anh em theo cái khiển này, theo cái đầu này. Ăn đầy đủ tất cả các tính năng. Tua này. Nách này. Đầu chạy rất nhanh luôn, bấm nách phát chạy luôn này. Đấy, bài số 9. Mặt phay của đầu rất đẹp luôn nhá. Đây, cái đĩa thì cũng không không gọi là mặn mà cho lắm, cũng xước đủ kiểu này. Thế mà chạy vừa từ nãy giờ là ok nhá, đĩa lòng rẻ tiền. Bây giờ em sẽ sử dụng một cái đĩa khác này. Đây, đĩa lòng khác này, chất liệu đĩa khác này. Đĩa MQ này. Xem em nó có chạy không. Nhận luôn này, 14 bài. Bật luôn số bài số 12 đi. 13. Tiếng ra rất sạch luôn nhá. Sông quê nước chảy đôi bờ. Rồi, ok, đến đĩa đời mới, đĩa này là đĩa đẹp rồi. Nhưng cũng thử chất liệu đĩa này. Nhận rồi. Bài số 6. Tôi bắt đầu biết yêu Hà Nội từ những đêm lang thang trên đường Nguyễn Du. Tiếng lời rất dày luôn nhá. 7900 mà đánh của nó bót rất ổn. Đã nhiều lần khiến tim mình nghẹt thở. Hương hoa sữa gắn liền với tình yêu và phố phường Hà Nội. Tại mùa thu, tại anh hay tại em, tại sang đông không còn hoa sữa, tại siêu hình, tại gì không biết nữa, tại con bướm vàng có cánh biết bay. Chỉ mùa thu vẫn trọn vẹn nhớ thương, hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ. Hay. Hương của mối tình đầu nhắc nhở có hai người xưa đã yêu nhau.
từng đợi anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm dòng phi lao, như trời cao mong mây trắng. Em vẫn từng đợi đường quên, tiếng hát ai sao động, thoáng mùi hương êm đềm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ, hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em? Quên em. Nghe phát buồn cả các bạn. Cũng từng sống ở Hà Nội 10 năm. Nghe những bài hát về Hà Nội cũng rất hay. Con đầu này phải nói cái đĩa gì nó cũng ăn hay sao ấy. Đấy, bỏ từng đĩa một, đĩa nào cũng ăn à. Thêm một cái đĩa này nữa nhá. Đĩa này đĩa tự in nhá. Xem thử nó có bắt không nhá. Đĩa này đĩa trắng chưa in này. Anh em muốn phát hiện được đĩa trắng in hay đĩa đã in chưa hay chưa in thì anh em nhìn vào cái lòng nhá. Này đĩa này chưa in. Ví dụ như đây đĩa đã in rồi thì anh em nhìn này, có cái khắc ở chỗ này. Nhìn kỹ này, có một cái khắc. Đấy. Ok, và cái đầu đĩa này thì cho em xin phép được báo giá tên anh em. Em thanh lý tên anh em, giá cái đầu đĩa này là 1.900.000 bao gồm cả cái điều khiển này. Đấy. Còn cái đầu 790 thì em bán là 1.200.000. Nhưng mà cái đầu này là đầu cao cấp hơn. Mã là đầu 9 nhá, 911. Nó có cả cổng dùng để vặn to nhỏ này và chuyển được quang. Đấy. Mọi thông tin thì anh em quan tâm đến cái đầu đĩa này thì có thể liên hệ tới số điện thoại 0972192087. Cảm ơn anh em quý vị các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa.